Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Tuy đây chỉ là một văn bản không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng nó được ban hành trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang siết chặt việc kiểm soát các mạng xã hội, hạn chế hơn nữa quyền tự do ngôn luận trên Internet. Theo chính phủ Việt Nam, mục tiêu của việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Bộ Quy tắc còn được mô tả là nhằm hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. Theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, văn bản này được áp dụng cho 3 đối tượng: cơ quan nhà nước, công chức viên chức cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân khác sử dụng mạng xã hội và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Người sử dụng các mạng xã hội được khuyên là nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan, đồng thời được yêu cầu là chỉ chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy, không đăng tải những nội dung bị xem là vi phạm pháp luật, các thông tin bị xem là xúc phạm danh dự nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 23 tháng 6, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam, cho rằng thật ra thì Bộ Quy tắc ứng xử không nhằm những mục tiêu nói trên mà là nhằm hạn chế tự do ngôn luận của người dân trên mạng. Nếu mà có một cái Bộ Quy tắc ứng xử thực tế thì là tốt, không sao cả. Cái mục tiêu mà họ nêu ra là rất tốt. Nếu mà cái Bộ Quy tắc ứng xử đấy để làm sao cho những người sử dụng trên mạng xã hội tiến đến một cái sự đồng thuận về những cái giá trị, về những cung cách ứng xử như họ nêu thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà xem kỹ vào trong cái nội dung của nó thì rất đáng tiếc. Những cái điều người ta khuyến khích, bởi cái này là một quy tắc ứng xử, không phải là một cái văn bản pháp luật, không có nghĩa vụ bắt buộc, thì rất đáng tiếc thì là nó không đạt được cái mục tiêu rất là hay mà họ đặt ra, mà lại gần như là những cái quy tắc để hạn chế tự do ngôn luận của người dân. Thông tin chính thống là thế nào? Thống, nếu mà đấy là thông tin của cơ quan nhà nước hay là của báo chí của nhà nước, thì trong chính cái nguồn thông tin thì nó cũng đầy rẫy những thông tin giả hay là những thông tin bậy bạ. Nhưng mà nó lại bảo rằng đừng có chia sẻ những thông tin khác, ví dụ như là của RFI chẳng hạn, hay là của RFA, hay là của BBC, hay là của cá nhân một ai khác. Tôi nghĩ là những cái mà thực sự là không thể thực hiện được. Và nó mang tính áp đặt, chưa nói đến cái chuyện theo những cái giá trị tốt đẹp hay là của văn hóa dân tộc hay là truyền thống, định nghĩa những cái đấy là như thế nào và những cái đấy nó có những cái mặt dở gì thì cấm người ta nói. Cái mục tiêu đề ra thì ok, cách làm cụ thể thì tôi nghĩ thế là như là không đạt được mục tiêu, thế mà còn có rất là nhiều vấn đề cần tranh cãi. Mặt khác, theo ông Nguyễn Quang A, Bộ Quy tắc ứng xử không phải là một văn bản pháp luật, nhưng nó vẫn có thể được toàn bộ hệ thống chính trị ở Việt Nam vận dụng để trấn áp quyền tự do ngôn luận trên mạng. Cái mối nguy đấy là chắc chắn. Tuy rằng họ nói rằng cái này là khuyến nghị thôi, tức là gì là không phải bắt buộc, khuyên làm. Nhưng mà những cái lực lượng thực thi pháp luật, cảnh sát chẳng hạn, hay là những cái lực lượng cái mà họ gọi là toàn bộ hệ thống chính trị của họ, từ mặt trận cho đến thanh niên, những phụ nữ, đấy là những cái tổ chức mà thực sự là lan cho đến từng người dân và tưởng rằng nó không phải là cái gì ghê gớm lắm, mà thực sự nó là một cái bộ phận cấu thành của một cái bộ máy đàn áp rất là tinh vi. Toàn bộ cái bộ máy thực thi pháp luật và cái bộ máy đàn áp ấy thì nó có thể vin vào cái quy tắc ứng xử này và nó có thể hành hạ những người mà vi phạm cái quy tắc này. Tuy rằng nó không phải là cái chuyện để bắt người ta vào tù hay cái gì cả, chưa đến mức đấy. Nhưng mà cái khoản gọi là nửa mù mờ xám này của cái sự trấn áp, nó mới là cái kinh khủng và nó đụng đến gọi là hàng nhiều chục triệu con người. Tất nhiên nó có thể tạo thành một cái cơ sở trên cái nền chung như thế. Và đến một cái lúc nào đó thì họ ra một cái thông tư hay là một cái nghị định của chính phủ chẳng hạn, thì lúc đó nó trở thành một cái sự bắt buộc, thì lúc đó tôi nghĩ sẽ là một cái sự vi phạm hay là thu hẹp hay là hạn chế các cái quyền dân sự một cách hết sức là nguy hiểm.
Theo nhận định của trang mạng The Diplomat trong bài viết đăng ngày 21 tháng 6, thật dễ hiểu vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại quan tâm như thế đến những gì mà các công dân mạng ở Việt Nam viết trên mạng Internet. Việt Nam hiện đứng hàng thứ 7 thế giới về số người sử dụng Facebook, tức là hơn 66 triệu. Mạng xã hội này đã phá bỏ thế độc quyền của đảng về thông tin, trở thành nơi mà người dân Việt Nam có thể chỉ trích chính phủ hoặc đòi cải tổ dân chủ. The Diplomat nhắc lại là trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây, chính quyền Hà Nội đã gia tăng áp lực lên các mạng xã hội để buộc họ gỡ bỏ những nội dung nhạy cảm về chính trị. Trong một báo cáo được công bố vào tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tố cáo Facebook và YouTube có trách nhiệm trong việc kiểm duyệt và trấn áp với quy mô công nghiệp ở Việt Nam. Trong báo cáo này, Ân xá Quốc tế còn nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á mà Facebook đã chính thức nhìn nhận, đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu của chính phủ về kiểm duyệt quan điểm chính trị trên mạng xã hội. Theo ghi nhận của The Diplomat, ngoài việc gia tăng kiểm soát Internet, chính phủ Việt Nam còn đã tỏ ra năng động hơn trên mạng để phổ biến rộng rãi quan điểm của họ. Vào cuối năm 2017, họ đã thành lập lực lượng 47 gồm 10.000 người để tham gia tuyên truyền, sách nhiễu những nhà bất đồng chính kiến và chống những quan điểm bị coi là sai trái trên mạng. Ngoài lực lượng 47, theo ông Nguyễn Quang A, nay còn có một đội ngũ khác gọi là lực lượng 35. Đấy là một chủ trương rất là sâu rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ trên đỉnh chóp bu là Bộ Chính trị, họ có một nghị quyết gọi là cái nghị quyết 35. Có thể nói là cái lực lượng 35 từ Trung ương đến các bộ, đến các tỉnh, đến các huyện, đến các xã. Và đội ngũ này chủ yếu là những người gọi là công tác viên, đấy là giáo viên ở các trường, nhân viên, công chức ở các cái công sở, các cái thành viên của mặt trận, của thanh niên, của phụ nữ, của hội chiến binh, của hội người già. Đó là cái lực lượng nhiều trăm ngàn người hàng ngày hàng giờ. Và cái ban chỉ đạo 35 đấy chỉ đạo một cách rất là chặt chẽ hàng ngày. Bởi vì bây giờ cái việc chỉ đạo tập trung như thế nó rất là dễ. Nó giống như là chính phủ hô hào người dân góp tiền cho quỹ vaccine chẳng hạn. Thì một ngày có thể gọi là đến hàng chục triệu người có thể nhận được hàng chục cái mẫu tin như thế. Thì cũng với cái công nghệ như thế, cái gọi là ban chỉ đạo 35 này, họ lệnh là tập trung đánh cái bài nào ở trên mạng xã hội, tập trung đả phá ai, bêu xấu ai, vân 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 vân. Và tôi nghĩ là lực lượng gọi là dư luận viên ấy chỉ là một bộ phận nhỏ, bộ phận gọi là tiên phong của một cái đội ngũ khổng lồ hơn rất là nhiều ở trong các cái ban chỉ đạo 35 này. Từng bộ, từng tỉnh, từng huyện đều có cái ban chỉ đạo 35 đấy. Ngay cả giáo viên cũng nhận được cái lệnh là phải đồng lòng đánh một blogger nào đấy hay là một facebooker nào đấy trong một giai đoạn nhất định. Rất đáng tiếc là mạng xã hội Internet là một cái công cụ rất hữu hiệu cho cái chính quyền độc tài để kiểm soát người dân, là bịt miệng người dân bằng cái kiểu sử dụng cả nhiều chục ngàn người, trăm ngàn người theo lệnh tập trung của họ. Cũng theo The Diplomat, những biện pháp kiểm soát các mạng xã hội và Internet là nằm trong khuôn khổ một chiến dịch trấn áp rộng lớn hơn với nhiều nhà báo độc lập và nhà hoạt động nhân quyền lãnh án tù nặng nề. The Diplomat cho rằng, bộ quy tắc ứng xử đi xa hơn nữa. Từ những biện pháp răn đe mang tính tiêu cực, tức là cấm những điều mà cư dân mạng viết, đến việc phổ biến những thông tin tích cực hơn. Nói cách khác, có vẻ như Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố nhào nặn mạng thông tin toàn cầu Internet theo mô hình Lenin, Khổng Tử của họ.